thử nhá. Hello, Yaman xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì anh em sẽ làm clip rồi nhé. Hôm nay thì anh em vừa đi khám phá vừa đi bắt cua mọi người ạ. Đây mọi người. Thì bắt cua, nếu mà thấy cua thì bắt cua ở trong rừng nhá anh em. Bây giờ thì anh em đi khám phá mọi người nhá. Bây giờ anh em mình nghe sẽ đi mọi người nhá. Cua thì bắt cua mọi người. Cua thì nó ở cốc đá thôi cả nhà. Cái này khó được mọi người đây. Bơ rút mọi người nhé. Nhìn đi. Đi hay măng nha anh em nha. Mình thấy măng bên kia. Đường được cũng khó đi lắm. Đi được anh em. Đi, đến. Nhiệt có hoa lệ rồi không? Đi. Đó đi có yên. Đây keo đây. Cần cứ nhá, mình để nhiệt đây. Đây, dẹp đây nha. Ôi, khó đi quá. Đây. Được không? Thôi nhá, phần. Từ nhá. Ôi, khó quá. Chỗ này có măng không? Có măng thì mình hái măng luôn đi. Kiếm mình ong mà không thấy mình ong luôn. Đấy, có măng nhá anh. Măng đây Hưng. Đây. Được chưa? Khó đi quá mọi người. Suối kia có nước rồi. Chắc chỗ suối kia có nước, có cá thì bắt cá luôn nha. Đừng cũng có gì nữa anh em. Có cua không em? Mình đi từ từ nha. Có cua thì mình bắt cua luôn. Măng hả? Đâu. Đây. Để mọi người nha, cua nha. Hai con rồi, cua. Chắc trong này cá hả? Dạ. Cá lóc ở đây rồi mà. Dạ. Bắt gì lại chưa có cái gì được.
cua đây. Đâu? Cua đây. Ủ bắt rồi. Cái kia. Con rồi. Ủa. Đó. Ở đây nhiều cua quá. Đây, lấy bi đây. Đây đi. Lấy bi. Trong này. Đây. Đây 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 đây. Cua đây. Anh em mình đây đây. Còn một con nha. Măng này em. Đây măng. Măng. Đây. Măng đây. Măng. Đi. Đi từ từ nha. Chỗ này nhiều cua lắm ạ. Bên dưới đó có cua không? Chứ có cua thì mình đi bên kia đi. Chắc bên kia có cua. Đây tại vì nhiều cái lắm. Nhiều mà cái cua. Ở đây rất là nhiều ông luôn. Đây cũng khó nhỉ, kiếm cua khó lắm. Kia cái chuối nhiều nhỉ. Chuối được nữa. Chưa được. Đâu? Xuống được không? Khổ lắm. Ôi, đường xa lắm, không xuống được hả? Ừ. Hay là mình xuống đường này đi. Bây giờ mình phải kiếm mang. Chỗ mình ở mọi nhé. Ở đây khó lắm. Tại vì hôm nay Ipep với Ian với Hưng thì bắt cua nhưng mà không có nhá mọi người. Đi câm phá mà. Vừa đi câm phá vừa bắt cua nhưng mà cua thì ít quá. Tại vì mình kiếm chỗ nào đẹp thì mình sẽ đốt lửa nhá anh em nhé. Hello mọi người, hôm nay anh em đi câm phá mà đi bắt cua không có đâu mọi người, ít thôi mọi người. Này anh em sẽ chặt quế mọi người. Kiếm đi em. Cúi đi. Bây giờ sẽ thả ra đây. Nước cua mọi người. Cua chết nữa mọi người ơi. Đây. Ăn đỡ no mọi nhé. Tại mình đi đường xa xôi lắm mọi người. Hai con. Hello mọi người. Hôm nay thì anh em bắt được cua hai con thôi mọi người. Anh em cũng đói. Đói lắm mọi người. Thì mình ăn thân thức món cua mọi người nhé, đấy nhá cua nhá anh em. Tại vì hôm nay thì anh em mình đi bắt cua trong rừng nhưng mà không có nhá anh em ạ, không có. Giờ này kiếm cua rất là khó. Đấy nhá, mời cả nhà ăn cua nhá. Ăn đỡ no thôi mọi người nhé. Giờ này kiếm cua rất là khó. Ừ. Trong ruộng mới có được nhỉ. Ừ. Tại vì ruộng thì người ta cắt hết rồi mà. Ruộng lúa. Ở
đây có cà phê luôn mà. Ca mà. Nhưng mà đây chứ chưa. Bây giờ chỉ nhiều con rạch, con cái gì đấy mà. Yên. Mấy cái nhà uống nước ngọt này. Chỗ này thì kiếm cua rất là khó nha anh em. Trong rừng thì mà không có cua luôn. Thì ít quá, hai con thôi, mình sẽ bắt hai con mà. Bắt hai con thì mình sẽ ăn hai con luôn. Thì mình xin phép dừng clip tới đây mọi người nhé. Mọi người thấy video hữu ích nhớ đăng ký kênh ca sĩ Anh nha mọi người nhé. Bye bye. Bye bye.